Những lần hồi ngộ sau ly hôn của Jennifer Phạm Quang Dũng. Sau vài năm không liên lạc hậu ly hôn, Hoa hậu Jennifer Phạm và chồng cũ ca sĩ Quang Dũng trở thành bạn bè để cùng nuôi dạy con trai chung. Quang Dũng và Jennifer Phạm kết hôn năm 2007, 2 năm sau họ ly hôn khi đã có con trai tên là Bảo Nam. Hơn 2 năm sau, tháng 5 năm 2011, Jennifer Phạm lần đầu tham gia một chương trình âm nhạc có chồng cũ góp mặt. Jennifer Phạm chăm chú theo dõi các tiết mục ở hàng ghế khán giả, trong đó có cả phần trình diễn của Quang Dũng, điều này khiến giới truyền thông bất ngờ. Trước đó họ cùng xuất hiện tại tiệc mừng sinh nhật năm 3 tuổi của con trai đầu lòng. Cuối năm 2011, Jennifer Phạm và Quang Dũng cùng tham gia đêm nhạc Lắng Nghe Mùa Thu Vàng, đó là lần hiếm hoi cả hai chạm mặt nhau trên sân khấu hậu ly hôn. Tháng 1 năm 2016, Quang Dũng và Jennifer Phạm hội ngộ tại chương trình. Cả hai trò chuyện thân mật như những người bạn. Lúc này Jennifer Phạm đã tái hôn với doanh nhân Đức Hải và có được hơn 3 năm có tổ ấm hạnh phúc, cười mở trò chuyện tại hậu trường một chương trình mà cô là MC còn anh là ca sĩ biểu diễn. Quang Dũng khi đó lần đầu tiết lộ anh và vợ cũ không liên lạc vài năm sau ly hôn. Khi quá khứ khép lại và Jennifer Phạm tìm được hạnh phúc riêng, cả hai mới trò chuyện và chia sẻ cùng chăm sóc nuôi dạy Bảo Nam. Anh là người chủ động làm hòa vì biết vợ cũ, đã giận thì không bao giờ nói chuyện. Tháng 9 năm 2017, Jennifer Phạm và Quang Dũng vui vẻ ôm eo, chụp ảnh với chồng cũ khi hồi ngộ tại buổi khai trương cửa hàng bánh của Style Tân Đà Lạt và Hoa hậu Diễm Hương tại Hà Nội. Cuối tháng 1 năm 2019, Jennifer Phạm và Quang Dũng cùng bàn luận kịch bản tại hậu trường chương trình Xuân Quê Hương 2019. Trong một phút cao hứng, Quang Dũng bò miệng nói đùa. Bao nhiêu năm rồi mà chúng mình trông vẫn đẹp đôi nhỉ? Quá bất ngờ, Jennifer Phạm chỉ biết cười trừ. Hoa hậu hiện có cuộc sống hạnh phúc bên doanh nhân Đức Hải và 4 con. Quang Dũng tiết lộ anh đã tìm được tình yêu mới nhưng giữ bí mật về một nửa. Ở một buổi tiệc sau live show, Quang Dũng vui vẻ chụp ảnh kỷ niệm cùng vợ cũ Jennifer Phạm và tình cũ búp bê Thanh Thảo.